xa có khỏe không? Ngày qua luôn chờ mong cuộc gọi điện đến ta để hỏi anh xem giờ sống sao. Huynh đệ nhớ về anh, đường đời nhiều gió sương hay mạnh mẽ. Mình là anh em tròn cả kiếp này, đường đời trong gai nếu cần tôi vẫn cứ khi xin lỗi.